làm da đầu của mình đầy gào, ngứa và viêm da. Ôi, ước gì có một loại dầu gội đầu có thể giúp cho mình hết gào, và ngứa. Bây giờ quảng cáo. Và bây giờ chương trình quảng cáo sẽ phép được bắt đầu. Thưa anh Nguyễn Đức Châu, sao bạn lại gội đầu ở dưới thuyền để làm gì ạ? Ai biết đâu, tưởng đầu chỉ lắm chỉ hợp cho sau của mẹ mắng. Tưởng cô tắm thì sẵn ở đây thấy nước trong xanh quê hương thì tắm luôn. Tôi thấy thích mà, rủ xong lưng nó thôi ngứa đầu lắm. Nghe bớt ăn bớt gì đó, con mong ước là bớt nghe bớt nói bớt nhìn cho tâm thanh tịnh. Cho gào đầu gì cái gì gọi đâu. Phải xì xòa. Phải lắm xì. Đó rồi, xong quá giật rồi. Lại. Cho nó về lại. À. 3, 2, 1. Anh nhức mũi anh phải làm lại. Đó rồi. Phải làm lại nhé. Chó sụp. Ok. 3, 2, 1. Máy. Kính thưa quý vị, thời tiết ở Phú Yên dạo này nắng nóng quá. Bình tĩnh, Quỳnh Nhớ. Em ơi, bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh. Ok, em bình tĩnh một lần nữa. Em bình tĩnh. Kỳ co. Yếu quá, Quỳnh Phim yếu quá. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết ở Kỳ Co Bình Định dạo này nắng nóng quá, làm da đầu. Làm da đầu của mình đầy gào, ngứa và viêm da. Ôi, ước gì có một loại dầu gội đầu có thể giúp cho mình hết gào, và ngứa. Và bây giờ chương trình quảng cáo sẽ phép được bắt đầu. Tắt nước đi. Để giải đáp cái nhu cầu bị gào thì ngày hôm nay em đã có sản phẩm này. Wow, cái gì vậy? Là X-Men 3 in sạch gạo. Vừa tắm luôn á anh ơi. Hả? Từ, ốc của anh nè. Trời ơi, sạch từ đầu tới chân luôn nha. Đó. Nó mắc keo luôn á, sạch ghê á. Gọi vừa tắm á, đưa nắp đi. Hả? Nó còn keo luôn nè, các em ơi. Ê, cho em miếng nè. Cho em miếng chứ. Cho em miếng nè. Chi. Ai nữa? Gội đầu dưỡng sinh nha con ơi. Không được, cho dù là quảng cáo thì em cũng phải có tiếng cười tới khán giả. Cái gì ba gọi chén luôn. Thì em cũng phải có tiếng cười tới khán giả. Chén luôn. Bài chén. Ôi, bị sói đầu em ơi! Sói đầu đó! Trời ơi, biết vậy, sáng giờ mình không vuốt tóc. Thức dậy 4 giờ sáng ngồi vuốt. Đúng rồi! Bây giờ, gọi đâu tới đâu? Ê, cũng là 3 trong 1. Thằng nào tiện rồi? Vẫn chưa hết rồi. Gì, nói gì vậy? Vẫn chưa hết ra cầu luôn. Ủa, sao nó không hết nhớ? Rồi hết rồi đó. Dạ rồi. Anh thấy còn nhớ không? Ủa sao nó nhớ hoài vậy? Ủa sao vậy? Ôi đúng là hay. Tài hoài không hết. Ồ đúng là 3 trong 1. Đúng tài rồi. Hoài không hết. Càng gọi càng ra. Gọi cái nào gọi thì thôi.
Ủa, bà này đi. Cho tí miếng nước em. Trời ơi, hối đầu em ơi, hối đầu em ơi. Ôi tóc em dày quá. Ôi thật là hay ho hay ho. Tóc em dày liền kìa. Ôi dày thấy da đầu luôn. Lạ quá, mát ha. Đẹp em, đẹp em, đẹp 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 vô, đẹp vô. Em ngửa mặt lên, ngửa mặt lên đó, dễ yêu toàn bắn vô mặt em, dễ yêu toàn bắn vô mặt em á. Cái gì vậy? Ủa sao tóc ngược liền quá. Vậy đó hả? Mượt chưa? Mượt thiệt á. Mượt mà. Mượt hả? Ê nhưng mà em vẫn còn á. Em còn hả? Ờ. Ừ. Em vẫn còn nhiều lắm. Ờ tụi anh giặt cho. Em cứ làm xuống đi. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống em. Ngồi xuống đi. Em ngồi xuống đi. Em ngồi xuống để lấy hình cho anh nha. Hả? Là sao? Là không có lấy hình em hả? Đừng chó. Tóc mình luôn. Nè. Mày giật chồng tao. Tao này hả? Mày giật đẹp hả? Đúng rồi. Cái này người ta gọi là cái gì? Gọi đầu bêu rếu. Gọi đầu bêu rếu. Cho một order một gọi đầu dưỡng sinh đi ạ. Đây dưỡng sinh kìa. Dưỡng sinh nè. Dưỡng sinh nè. Thôi buông em mới đủ nên tóc rụng hết. Nãy giờ là mơ hả? Mơ à, mơ đi mơ trời ơi mơ thôi gọi đầu một xê quá mà em mơ luôn. À, chỉ còn bà BD là chưa tắm. Thì mày hãy tắm BD đi. Không không tụi tôi muốn tắm hết cho đàn luôn. Vô đi tắm cho đàn đi, tắm cho đàn đi. Rồi cho thật cho, rồi cho thật cho, rồi trong đời đi. Đồ anh ơi. Anh ơi, em có một biển, em có một biển. Trời ơi, cho thật trong vui. Cho thật trong vui. Ủa, sao nó bây giờ vậy? Ủa, tuyệt chẳng có rồi đó em à. Cái này bột gạo đâu mà vậy làm em đi em đi em đi thấy được bách rau là cái núi của sĩ không em phải lấy được cho Lâm nha. Rồi Lâm hát nha. Tình yêu trong lành giữa phố đông phố gì nhắc phố gì. Tình yêu trong lành giữa phố gì gợi cánh hoa vàng núi Phú Si. Em đang là quán mặt quán mặt quán mặt mãn nguyện chưa mãn nguyện đúng rồi. Bây giờ Lâm có ước mơ gì không? Ước mơ của Lâm bây giờ sẽ có một ai đó có thể dắt Lâm. Tại vì vào đây ta nói là bị hùng hục quá. Hùng hục quá hả? Diễn không có tiết chế. Mạnh bạo quá đúng không? Mạnh bạo quá, bị bạo lực quá. Mà đâu có muốn đâu anh. Bị hân thua đúng. Sân si với đời. Hân sân si quá, dường như trong người một con thú gì đang quanh hành. Em cần chỗ đó có thể giác ngộ được. Đây, đi theo tụi thôi. Đi nha. Ừ, giác ngộ. Hãy dấp cục đá đi. Tới chưa anh ơi, tới chưa? Tới rồi. Tới bây rồi. Giờ anh ngồi nè. Xuống, anh ngồi xuống nha. Bây giờ ngồi xuống. Ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Đó. Bây giờ em nói đi, em mong ước làm sao? Bớt an, bớt gì đó. Con mong ước là bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Cho tâm thanh tịnh. Cho vào đầu. Vì cái gì gọi đâu? Phải xì sợ. Phải lắm hả xì. Đó rồi sao quá giật rồi. Lại. Cho nó về lại. Khỏi mới lèo mà lời. Yeah. Thanh tịnh liền. Trời ơi. Thanh tịnh liền. Trộn bỏ một cái mà đi bảy nước. Bảy nước luôn. Cậu đi bảy kiến chùa. Hay quá. Hay nha. Trời ơi, tốn tiền đi nước kia làm gì tốn visa.
ở đây gõ cái ban cái đi bảy nước. Thôi cũng vô tháp ngồi. Vô tháp ngồi. Ở đây gọi là bị nóng quá. Ừ. Có nhìn là cho tháp vô vô cái hũ ngồi bây giờ. Vô cái hũ như vậy. Điên khùng quá. Cái gì? Bây giờ này hồi nãy là gõ cái là nó long cái linh hồn ra rồi. Đúng. Bây giờ đưa vô để nó hút đi luôn. Hút linh hồn đúng không? Đi nha. Bước lên. Bước lên. Nè. Nè từ từ. Biết Yến không? Biết. Võ Hoàng Yến không? Biết. Có làm được như Yến không? Được. Làm được không? Được. Bước lên cầu thang chưa? Rồi. Rồi. Bước lên cầu thang cho anh nha. Who want to be one song? Rồi đó. Lên trên đó là thanh tịnh liền nha. Ok. Rồi. Làm đi. Ôi. Gì vậy? Đưa lên tháp gì vậy? Ê mày dịch gì ngứa đầu vậy? Này dầu gọi. Sao ngứa đầu vậy anh? Không biết nữa. Không mà cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Ý nghĩa em thấy nhân văn đó. Đầu không? Không. Đừng gọi đầu không? Không. Ủa khùng hả? Gì? Hai ba. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Wow. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Đang đội luôn. Rồi trả lại. Cái này có cần phải đi qua bùng binh nữa không ta? Không. Ủa mình không bay lại cụm anh. Về là chỗ điểm đầu. Có dòng phải gộp đâu? Không. Ui, lại. Phải nhiều đúng rồi, phải nhiều tiếp thôi. Phải nhiều. Trời ơi, sao mày nhẫn vô thấy không? Trời trời, trời, trời ai làm đại trời, trời. Yeah. Hay quá luôn ơi. Rồi. Rồi có bữa ăn tối rồi. Tới rồi. Yeah. Rồi đó. Phải nè. Phải nè. Ơi ơi, thắng. Ơi. Rồi. Bọn em. Tám thời gian nội nội còn lại có muốn như ông muốn tất cả sao bạn lại gội đầu dưới thuyền để làm gì ạ? À? Ai biết đâu tưởng đầu chỉ lắm chỉ hợp cho sau bây giờ mẹ mắng. Tưởng cô tắm thì sẵn ở đây thấy nước trong xanh quê hương thì tắm luôn. Tôi thấy thích mà. Rủ xong lưng nó thôi ngứa đầu lắm. Nghe. Ủa mình hỏi hỗ trợ đội kia anh em ơi. Nghĩ ra hỗ trợ đội kia vô. Sao? Các quan sát viên cho tôi hỏi là cái thuyền kia nó đi tới tỉnh nào rồi? Dạ đi về sông Đồng Nai rồi chị. Nó đang tới địa phận Đồng Nai ngay Long Thành, má em đang chờ nó đó. Đi xa, tôi bè lại mà thuyền không nghe lời. Trời ơi, chèo thẳng với ai bên luôn. Đây nè, thấy chưa? Bây giờ chèo đi thẳng là bình thường. Bây giờ chèo thẳng mà nó cứ đi vòng đi thôi. Đó. Đó, đừng chơi ngu nữa con. Bây giờ đi ngược cha cha luôn nè. Mọi người biết cái điều cha 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 không? Cha cha là đi tới xong rồi mình đi lui đúng không? Ê, khỏi chèo, nó đang sôi như vậy rồi, khỏi chèo nữa. Có nặng ná mà em bắn đỡ. Ủa thấy chèo xuôi được hơn đó nha. Nó đã đi thẳng nè anh. Rồi giữa tay. Ủa trời ơi.
Ủa trời ơi. Đến rồi bây giờ tôi xin công bố thứ tự và thời gian về đích của các bạn như sau. Về nhất là đội của Dương Lâm và Song Luân với thời gian là 12 phút 20 giây. Yeah. Về nhì là đội của Crystal và Hiếu thứ hai, 12 phút 52 giây. Yeah. Wow. Về ba, Trường Giang và Ngô Kiến Huy, 14 phút 15 giây. Oh. Okay. Thành tích của đội cuối rất là xuất sắc. Như vậy là ở cầu ngói Thanh Toàn, các bạn đã không giành thêm được kim bài. Nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một bữa tiệc thịnh soạn, nên các bạn sẽ tham gia bộ phận thi phụ để giành quyền ăn tối. Yeah. Yeah. Đó là thì nín thở lâu dưới nước. Chết chưa? Số 1, số 1. Anh số 1 hả? Số 1 luôn. Được rồi nha, được rồi nha. Tôi yêu cầu là vẫn nghe video bình thường hả? Video này chấp nước rồi hả? Kính mời chết chưa? Rồi, bây giờ xin mời các bạn lùi trở xuống dưới nước để thi phần thi phụ này. Bây giờ đội nào cử ra người hơi già nhất hề? 8 người đó. Không có 8 người tự 8 chơi anh ơi. Ủa còn 5 người nữa. Người thành công luôn có cái lối đi riêng. Đi vô, đi vô đây đi. Anh như con thủy quái vậy đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa ông Tướng nó không biết bơi mà không lâu chứ vậy? Nó không biết bơi mà không lâu chứ vậy? Em nghe tên ba người cho em lên luôn. Anh nghe hai người lên. Hai tướng ơi. Ai đẩy em vậy? Không, không ai đẩy đâu. Vô bờ, vô bờ, vô bờ hả? Em muốn uống nước hả? Uống nước. Uống nước hả? Uống nước. Lâm bị uống nước mọi người ơi. Ngoan cố. Tham gia chương trình gì? Tóc thì rụng, da thì sưng xấu. Bây giờ vừa thở cục sinh nó chạy vô. Em đi xúc ruột nha. Em cần đi xúc ruột à. Rồi như vậy là ở phần thi phụ này, chúng tôi quyết định là có 6 thành viên sẽ được dùng bữa tối nay. Và 2 thành viên hết hơi đầu tiên sẽ không được dùng. Ủa sao chị không nói sớm vậy? Ủa sao chị không nói sớm vậy? Nói sớm mấy bạn thiếu cố gắng. Em ngồi em gồng muốn chết. Từ áo trắng bây giờ thành cái áo màu cháo lòng luôn rồi nè. Sớm không? Ủa vậy là ai bị? Vậy là Trung Lương và Trung Lương. Ai thắng rồi? Ai thắng rồi ngày hôm nay?
lúc đầu vô là cái kia nó cũng voi. Trời ơi, đồ